Xin chào mọi người đã đến với video tiếp theo mình nhé. Video này chia sẻ cho các bạn một cái dự án mới và trên con web này thì anh em sẽ nhận được 10 đô miễn phí anh em nhé. 10 đô này thì các bạn sử dụng được nha. Nhưng mà 10 đô này nó cho để các bạn đầu tư thêm vào nhé. Ví dụ như nó cho các bạn 10 đô rồi thì bạn chỉ cần gửi thêm là 9 đô, các bạn sẽ kiếm được là 2 đô một ngày. Đấy, 30 đô thì cái phí 1, cái phí 2 nó cần 40 đô nhưng mà nó đã cho các bạn 10 đô rồi thì anh em cần nạp thêm vào 30 đô nữa, các bạn sẽ kiếm được 6 đô một ngày nhá. Ở đây thì bạn kéo xuống đây, các bạn tham khảo cho mình một chút. Và đường link thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video nhá. Cũng như là các bạn cũng sẽ được một cái phòng quay, một cái lượt mở rương ở đây anh em nhá. Thì mình đã mở rương rồi và mình nhận được là 0,33 đô. Đấy, điểm danh hàng ngày thì các bạn đăng nhập hàng ngày ở đây để các bạn nhận thưởng nhá. Bây giờ thì sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký một cái tài khoản nha. Đăng ký thì rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần nhập cho mình cái email, mật khẩu và chọn đăng ký là được nha. Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập vào cho mình. Ok, đăng nhập thành công rồi thì bạn đọc qua một cái thông báo một chút nha. Và đây thì các bạn có thể thấy này, khi mà mình đã đầu tư 9 đô thì mình sẽ được mở cái gói VIP này, BT đây nha, BT1 đây. Mình sẽ kiếm được là 2 đô một ngày. Còn nếu như các bạn muốn nạp tiền thì các bạn sẽ chọn cho mình mục nạp tiền nhé. Nó hỗ trợ cho bạn là TRC20 và TRX nha. Thì anh em có thể chọn là TRC20 USDT hoặc TRX. Mình thì mình luôn chọn TRX để không bị mất phí chuyển anh em nhé. Thì bạn chỉ cần là sao chép cho mình cái địa chỉ ví này và về ứng dụng có cái đồng TRX của các bạn để các bạn chuyển tiền. Và sau khi chuyển tiền xong thì nhớ chọn hoàn tất nạp tiền cho mình ở đây nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm nhiệm vụ anh em nhé, chọn hoàn thành này. Ok, sau khi mà đã thành công rồi thì bạn sẽ thấy cái số dư ở đây nhé, chọn rút cho mình này. Ở đây các bạn sẽ chọn cho mình số tiền, địa chỉ ví, mật khẩu và xác nhận nhé. Nó sẽ rút về TRC20 anh em nhé. Ok, đây mình sẽ thực hiện rút là 2 đô nha, chọn xác nhận này. Rút tiền thành công, bây giờ sẽ đợi tiền nó về tài khoản nha. Còn nếu như bạn muốn mời bạn bè, bạn chọn cho mình một mục đội ở đây nhá. Ở đây thì bạn sẽ sao chép cho mình cái liên kết này và chia sẻ cho bạn bè. Có người theo cái link của bạn chơi, các bạn sẽ được là 17% hoa hồng cho ba cấp nhá. 10%, 5% và 2% nhá. Ok, và như vậy thì mình đã rút tiền thành công anh em nhá. Rút thành công là 2 đô này. Và đây là cái số tiền mình nhận được anh em nhé, 2 đô thì bằng 49.000 Việt Nam đồng. Nếu như bạn quan tâm đến dự án này, bạn có thể click vào link và đăng ký tài khoản nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng video tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.